giá lợi tử nếu đại bồ tát có phương tiện thiện xào thì khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành bố thí ba la mật đa chẳng tu hành tướng bố thí ba la mật đa là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành tướng tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái thường vô thường của bố thí ba la mật đa chẳng tu hành cái tướng thường vô thường của bố thí ba la mật đa mật đa là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái thường vô thường của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tướng thường vô thường của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái lạc khổ của bố thí ba la mật đa chẳng tu hành cái tướng lạc khổ của bố thí ba la mật đa là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái lạc khổ của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tướng lạc khổ của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái ngã vô ngã của bố thí ba la mật đa chẳng Chẳng tu hành cái tướng ngã vô ngã của bố thí ba la mật đa đã tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái ngã vô ngã của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tướng ngã vô ngã của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tịnh bất tịnh của bố thí ba la mật đa chẳng tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của bố thí ba la mật đa là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tịnh bất tịnh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái không bất không của bố thí ba la mật đa chẳng tu hành cái tướng không bất không của bố thí ba la mật đa là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái không bất không của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tướng không bất không của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái vô tướng hữu tướng của bố thí ba la mật đa chẳng tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của bố thí ba la mật đa là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái vô tướng hữu tướng của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của bố thí ba la mật đa chẳng tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của bố thí ba la mật đa là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của bố thí ba la mật đa, chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của bố thí ba la mật đa là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành Tu hành cái viễn ly bất viễn ly của bố thí ba la mật đa chẳng tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của bố thí ba la mật đa là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái viễn ly bất viễn ly của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là tu hành bát nhã ba la mật đa xá lợi tử nên biết đó là là Đại Bồ Tát có phương tiện thiện xảo, tu hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Xá lợi tử vì bồ thí ba la mật đa, tánh không của bồ thí ba la mật đa, tịnh giới an nhẫn, tinh tiến, tịnh nữ bát nhã ba la mật đa, tánh không của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh nữ bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử bố thí ba la mật đa chẳng phải là bố thí ba la mật đa không là bố thí ba la mật đa không chẳng phải là bố thí ba la mật đa bố thí ba la mật đa chẳng lìa không không chẳng lìa bố thí ba la mật đa bố thí ba la mật đa tức là không không tức là bố thí ba la mật đa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng lại như vậy xá lợi tử nếu đại bồ tát có phương tiện thiện xảo thì khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành năm loại mắt chẳng tu hành tướng của năm loại mắt là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành sáu phép thần thông chẳng tu hành tướng của sáu phép thần thông là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái thường vô thường của năm loại mắt, chẳng tu hành cái tướng thường vô thường của năm loại mắt, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái thường vô thường của sáu phép thần thông, chẳng tu hành cái tướng thường vô thường của sáu phép thần thông, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái là khổ của năm loại mắt chẳng tu hành cái tướng là khổ của năm loại mắt, là tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng tu hành cái là khổ của sáu phép thần thông, chẳng tu hành cái tướng là khổ của sáu phép thần thông, là tu hành Bát nhã Ba la mật đa, chẳng tu hành cái ngã vô ngã của năm loại mắt, chẳng tu hành cái tướng ngã vô ngã của năm loại mắt, là tu hành Bát nhã Ba la mật đa chẳng tu hành cái ngã vô ngã của sáu phép thần thông chẳng tu hành cái tướng ngã vô ngã của sáu phép thần thông là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tịnh bất tịnh của năm loại mắt chẳng tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của năm loại mắt là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tịnh bất tịnh của sáu phép thần thông chẳng tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của sáu phép thần thông là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái không bất không của năm loại mắt chẳng tu hành cái tướng không bất không của năm loại mắt là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái không bất không của sáu phép thần thông chẳng tu hành cái tướng không bất không của sáu phép thần thông là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái vô tướng hữu tướng của năm loại mắt chẳng tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của năm loại mắt là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái vô tướng hữu tướng của sáu phép thần thông chẳng tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của sáu phép thần thông là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của năm loại mắt chẳng tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của năm loại mắt là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của sáu phép thần thông chẳng tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của sáu phép thần thông là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của năm loại mắt chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của năm loại mắt là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của sáu phép thần thông chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của sáu phép thần thông là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái viễn ly bất viễn ly của năm loại mắt chẳng tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của năm loại mắt là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái viễn ly bất viễn ly của sáu phép thần thông chẳng tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của sáu phép thần thông là tu hành bát nhã ba la mật đa Xá lợi tử nên biết đó là Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa có phương tiện thiện xảo vì sao xá lợi tử vì năm loại mắt tánh không của năm loại mắt sáu phép thần thông tánh không của sáu phép thần thông xá lợi tử là năm loại mắt cũng chẳng phải là năm loại mắt không là năm loại mắt không cũng chẳng phải là năm loại mắt năm loại mắt chẳng lìa không không chẳng lìa năm loại mắt năm loại mắt tức là không không tức là năm loại mắt sáu phép thần thông cũng lại như vậy xá lợi từ nếu đại bồ tát có phương tiện thiện xảo thì khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành mười lực của phật chẳng tu hành cái tướng mười lực của phật là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng tu hành cái tướng của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là tu hành hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái thường vô thường của mười lực của Phật, chẳng tu hành cái tướng thường vô thường của mười lực của Phật là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái thường vô thường của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xà, 18 pháp Phật bất cộng trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng tu hành cái tướng thường vô thường của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái lạc khổ của mười lực của phật chẳng tu hành cái tướng lạc khổ của mười lực của phật là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái lạc khổ của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng tu hành cái tướng lạc khổ của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái ngã vô ngã của mười lực của phật chẳng tu hành cái tướng ngã vô ngã của mười lực của phật là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái ngã vô ngã của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng chí nhất thiết trí đạo tướng chí nhất thiết tướng chẳng tu hành cái tướng ngã vô ngã của bốn điều không sợ cho đến chí nhất thiết tướng là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tịnh bất tịnh của mười lực của Phật chẳng tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của mười lực của Phật là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái tịnh bất tịnh của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả 18 tám pháp phật bất cộng chí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái không bất không của mười lực của phật chẳng tu hành cái tướng không bất không của mười lực của phật là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái không bất không của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng chí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng tu hành cái tướng không bất không của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái vô tướng hữu tướng của mười lực của phật chẳng tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của mười lực của Phật là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái vô tướng hữu tướng của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của mười lực của của Phật chẳng tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của mười lực của Phật là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Chẳng tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là tu hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của mười lực của Phật. Chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của mười lực của Phật là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của bốn điều không sợ, cho đến trí nhất thiết tướng là tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng tu hành cái viễn ly bất viễn ly của mười lực của Phật, chẳng tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của mười lực của Phật là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái viễn ly bất viễn ly của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp Phật bất cộng trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng là tu hành bát nhã ba la mật đa xá lợi tử nên biết đó là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa có phương tiện thiện xào vì sao xá lợi tử vì mười lực của phật tánh không của mười lực của phật bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tánh không của bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng. Xá lợi tử là mười lực của Phật, cũng chẳng phải là mười lực của Phật, không là mười lực của Phật không cũng chẳng phải là mười lực của Phật. Mười lực của Phật chẳng lìa không, không chẳng lìa mười lực của Phật. Mười lực của Phật tức là không, không tức là mười lực của Phật. Bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng cũng lại như vậy. Xá lợi tử như vậy là Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa có phương tiện thiện xảo, có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột xá lợi từ đại Bồ tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa đối với tất cả pháp chẳng chấp thủ cái có chẳng chấp thủ cái chẳng phải có chẳng chấp thủ cái cũng có cũng chẳng phải có chẳng chấp thủ cái chẳng phải có chẳng phải chẳng có đối với cái chẳng chấp thủ ấy cũng chẳng chấp thủ khi ấy xá lợi từ hỏi thiện hiện vì nhân duyên gì đại bồ tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa đối với tất cả pháp đều không chấp thủ thiện hiện đáp vì tự tánh của tất cả pháp chẳng thể nắm bắt được vì sao? Vì tất cả pháp lấy vô tánh làm tự tánh do nhân duyên này, nên nếu đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với tất cả pháp hoặc chấp thủ cái có, hoặc chấp thủ cái chẳng có, hoặc chấp thủ cái cũng có cũng chẳng có, hoặc chấp thủ cái chẳng có chẳng phải chẳng có, hoặc chấp thủ cái chẳng chấp thủ thì chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao vậy? Vì tất cả Pháp đều không có tự tánh nên chẳng thể chấp thủ. Giá lợi tử Đại Bồ Tát ấy khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng chấp thủ việc tu hành, chẳng chấp thủ việc chẳng tu hành, chẳng chấp thủ việc cũng tu hành, cũng chẳng tu hành, chẳng chấp thủ việc chẳng tu hành, chẳng phải chẳng tu hành, đối với việc chẳng chấp thủ, cũng chẳng chấp thủ, khi ấy xá lợi từ hỏi thiện hiện, vì nhân duyên gì Đại Bồ Tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa đối với bát nhã ba la mật đa hoàn toàn không chấp thủ? Thiện hiện đáp, vì tự tánh bát nhã ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa lấy vô tánh làm tự tánh do nhân duyên này. Nên nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, đối với bát nhã ba la mật đa hoặc chấp thủ việc tu hành, hoặc chấp thủ việc chẳng tu hành, hoặc chấp thủ việc cũng tu hành mà cũng chẳng tu hành, hoặc chấp thủ việc chẳng phải tu hành, chẳng phải chẳng tu hành, hoặc chấp thủ việc chẳng chấp thủ thì chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao vậy? Vì bát nhã Bát nhã ba la mật đa hoàn toàn không có tự tánh nên chẳng thể chấp thủ. Xá lợi tử đại bồ tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa đối với tất cả pháp và bát nhã ba la mật đa hoàn toàn không chấp thủ, không chấp trước, đó gọi là đại bồ tát đối với tất cả pháp không thủ trước tam ma địa. Tam ma địa này vi diệu thủ thắng rộng lớn vô cùng, có khả năng tập hợp tác dụng vô biên vô ngại mà tất cả thanh văn độc giác chẳng có. Xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát đối với tam ma địa này thường trụ chẳng xả thì mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Khi ấy xá lợi từ hỏi thiện hiện, các đại Bồ Tát thường trụ chẳng xả đối với một tam ma địa này, để mau chứng quả vị giác ngộ cao tột hay thường trụ chẳng xả đối với các tam ma địa khác cũng để khiến cho đại Bồ Tát mau chứng quả vị giác ngộ cao tột thiện hiện đáp chẳng phải chỉ đối với một tam ma địa này mà còn có các tam ma địa khác các đại bồ tát thường trụ chẳng xả để mau chứng quả vị giác ngộ cao tột xá lợi tử hỏi những tam ma địa ấy là gì tiện hiện đáp đó là tam ma địa kiện hành tam ma địa thật ấn tam ma địa sư tử du hí tam ma địa diệu nguyệt tam ma địa nguyệt tràng tướng tam ma địa nhất thiết pháp hải tam ma địa quán đảnh tam ma địa pháp giới quyết định tam ma địa quyết định tràng tướng tam ma địa kim cang dụ tam ma địa nhập pháp ấn tam ma địa tam ma địa vương tam ma địa thiện an trụ Tam ma địa thiện lập định vương, tam ma địa phóng quang, tam ma địa vô vong thất, tam ma địa phóng quang vô vong thất, tam ma địa tinh tiến lực, Tam ma địa trang nghiêm lực, tam ma địa đẳng dũng, tam ma địa nhập nhất thiết ngôn từ quyết định, tam ma địa nhập nhất thiết danh từ quyết định tam ma địa quán phương tam ma địa tổng trì ấn tam ma địa chư pháp đẳng thú hải ấn tam ma địa vương ấn tam ma địa biến phú hư không tam ma địa kim cang luân tam ma địa tam luân thanh tịnh tam ma địa vô lượng quang tam ma địa vô trước vô trướng tam ma địa đoạn chư pháp truyền tam ma địa khí xả chân bảo tam ma địa biến chiếu tam ma địa bất tuần tam ma địa vô tướng trụ tam ma địa bất tư duy tam ma địa hàng phục tứ ma tam ma địa vô cấu đăng tam ma địa vô biên quang tam ma địa phát quang tam ma địa phổ chiếu tam ma địa tịnh kiên định tam ma địa sư tử phấn tấn tam ma địa sư tử tần thân tam ma địa sư tử khiếm khư tam ma địa vô cấu quang tam ma địa diệu lạc tam ma địa tối thắng tràng tướng tam ma địa đế tướng tam ma địa thuận minh chánh lưu tam ma địa cụ oai quang tam ma địa Đi tận tam ma địa bất khả động chuyển Tam Ma Địa Tịnh Tịnh, Tam Ma Địa Vô Hà Khích, Tam Ma Địa Nhật Đăng, Tam Ma Địa Nguyệt Tịnh, Tam Ma Địa Tịnh Nhãn, Tam Ma Địa Tịnh Quang, Tam Ma Địa Nguyệt Đăng, Tam Ma Địa Pháp Minh, Tam Ma Địa Ứng Tác, Bất Ứng Tác, Tam Ma Địa Trí Tướng, Tam Ma Địa Kim Cang Man, Tam Ma Địa Chủ Tâm, Tam Ma Địa Phổ Minh, Tam Ma Địa Diệu An Lập tam ma địa bảo tích tam ma địa diệu pháp ấn tam ma địa nhất thiết pháp tánh bình đẳng tam ma địa khí xà trần ái tam ma địa pháp dũng viên mãn tam ma địa nhập pháp đảnh tam ma địa bảo tánh tam ma địa xả huyên tránh tam ma địa phiêu tán tam ma địa phân biệt pháp cú tam ma địa quyết định tam ma địa vô cấu hành tam ma địa tự bình đẳng cái tướng tam ma địa ly văn Tử tướng tam ma địa đoạn sở duyên tam ma địa vô biến dị tam ma địa vô trùng loại tam ma địa nhập danh tướng tam ma địa vô sở tác tam ma địa nhập quyết định danh tam ma địa hành vô tướng tam ma địa ly ế ám tam ma địa cụ hành tam ma địa bất biến động tam ma địa độ cảnh giới tam ma địa tập nhất thiết công đức tam ma địa vô tâm chủ tam ma địa quyết định chủ tam ma địa tịnh diệu hoa tam ma địa cụ giác chi tam ma địa vô biên biệt tam ma địa vô biên đăng tam ma địa vô đẳng đẳng Tam Ma Địa siêu nhất thiết pháp Tam Ma Địa quyết phán chư pháp Tam Ma Địa tán nghi Tam Ma Địa vô sở trụ Tam Ma Địa nhất tướng tra nghiêm Tam Ma Địa dẫn phát hành tướng Tam Ma Địa nhất hành tướng Tam Ma Địa ly chư hành tướng Tam Ma Địa diệu hành Tam Ma Địa đạt chư hữu đẻ viễn ly Tam Ma Địa nhập nhất thiết Thi thiết ngữ ngôn Tam Ma Địa kiên cố bảo Tam Ma Địa ư nhất thiết pháp Vô sở thủ trước Tam Ma Địa điện diễm trang nghiêm, tam ma địa trừ khiển, tam ma địa vô thắng, tam ma địa pháp cử, tam ma địa tuệ đăng, tam ma địa thú hướng bất thú chuyển thần thông, tam ma địa giải thoát âm thanh văn tự, tam ma địa tuệ cử xí nhiên, tam ma địa nghiêm tịnh tướng, tam ma địa vô tướng, tam ma địa vô trược nhẫn tướng tam ma địa cụ nhất thiết diệu tướng tam ma địa cụ tổng trì tam ma địa bất hỷ nhất thiết khổ lạc Tam ma địa vô tận hành tướng, tam ma địa nhiếp phục nhất thiết, tránh tà tánh, tam ma địa đoạn tắng ái, tam ma địa ly vi thuận, tam ma địa vô cấu minh, tam ma địa cực kiên cố, tam ma địa mãn nguyệt tịnh quang, tam ma địa đại trang nghiêm, tam ma địa vô nhiệt điển quang, tam ma địa năng chiếu nhất thiết thế gian tam ma địa năng cứu nhất thiết thế gian tam ma địa định bình đẳng tánh tam ma địa vô trần hữu trần bình đẳng lý thú tam ma địa vô tránh hữu tránh bình đẳng lý thú tam ma địa vô xảo huyệt vô tiêu xí vô ái nhạo tam ma địa quyết định an trụ chân như tam ma địa khí trung mãn xuất tam ma địa thiêu chư phiền não tam ma địa đại trí tuệ cự tam ma địa xuất sanh thập lực tam ma địa khai xiền tam ma địa hoại thân ác hành tam ma địa hoại ngữ ác hành tam ma địa hoại ý ác hành tam ma địa thiện quán sát tham tam ma địa như hư không tam ma địa vô nhiễm trước ra hư không Xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát đối các tam ma địa như vậy thường trụ chẳng xả, thì mau chứng quả vị giác ngộ cao tột lại có vô lượng vô số pháp môn Tam ma địa, pháp môn Đà La ni khác. Nếu đại Bồ Tát thường khéo tu học thì cũng khiến mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lúc bấy giờ, cụ Thọ thiện hiện, thừa tiếp thần lực Phật nói với xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát nào an trụ các Tam ma địa như vậy thì nên biết đã được sự thọ ký của chư Phật trong quá khứ, cũng được sự thọ ký của mười phương chư Phật trong hiện tại xá lợi từ đại bồ tát ấy tuy an trụ các tam ma địa như vậy mà chẳng thấy các tam ma địa ấy cũng chẳng đóng trước vào các tam ma địa ấy cũng chẳng nghĩ là ta đã nhập vào các tam ma địa ấy ta đang nhập vào các tam ma địa ấy ta sẽ nhập vào các tam ma địa ấy chỉ ta có khả năng nhập vào chứ chẳng phải người khác vào được nếu vị ấy tầm tư phân biệt như vậy thì bởi đấy nên sức định lực hoàn toàn không hiện hành. khi ấy xá lợi từ hỏi thiện hiện có phải thật riêng có đại bồ tát an trụ các tam ma địa như vậy đã được chư Phật trong quá khứ hiện tại thọ ký chăng? thiện hiện đáp. Không, xá lợi tử, vì sao? Xá lợi tử vì Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng khác các Tam Ma Địa, các Tam Ma Địa chẳng khác Bát Nhã Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát chẳng khác Bát Nhã Ba La Mật Đa và Tam Ma Địa, Bát Nhã Ba La Mật Đa và Tam Ma Địa chẳng khác Đại Bồ Tát. Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là các Tam Ma Địa, các Tam Ma Địa tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa và Tam Ma Địa bát nhã ba la mật đa và tam ma địa tức là đại bồ tát vì sao vậy vì tánh của tất cả pháp đều bình đẳng xá lợi tử hỏi nếu tánh của tất cả pháp là bình đẳng thì tam ma địa này có thể thị hiện chăng thiện hiện đáp chẳng thể thị hiện xá lợi tử hỏi đại bồ tát ấy đối với tam ma địa này có ý tưởng phân tích chăng thiện hiện đáp bồ tát ấy không có ý tưởng phân tích